Xin kính chào tất cả mọi người. Lần trước mình đã quay một lần. Cái đàn to, đàn gà rừng to kia đang bị phân lẫn máu ấy mọi người. Tức là nó bị ịa ra máu ấy mọi người. Đó, thì mình cũng điều trị khỏi rồi. Chỉ cần cho uống một lần thôi mọi người ạ, là khỏi ngay. Và hôm nay thì lại tiếp tục, nam lứa này lại tiếp tục bị nó rồi mọi người. Nhưng mà còn bị nhẹ thôi, phân mới có một tí triệu chứng hồng hồng thôi. Phân loãng với lại lẫn máu. Đó. Đây là gà F1 nha. Ốm mà ốm điện như thế này rất là tốn kém mọi người ạ. Đây, mình đã pha thuốc vào chúng này hết rồi. Đấy nha. Đã pha vào chúng này hết rồi. Ok, đó nuôi gà rừng này thật nào có giá như vậy nó cũng không đơn giản đâu nha mọi người nha. Nếu đơn giản thì ai cũng nuôi được hết rồi. Mình học chăn nuôi 3 năm nhưng mà mình vẫn chưa dám chia sẻ nuôi gà rừng F1 sống 100%. Nhưng mình thấy có một số anh em đã chia sẻ, nhưng mà mình thấy cái kỹ thuật của nó khá là hạn chế mọi người ạ. Ok. Còn đây là lứa to nhé mọi người. Tất cả những con này là con mã vàng của mình nhá. Con bố của nó là cái con mã vàng. Mọi người ơi. Lứa này thì lẽ ra nó phải ốm điện. Mọi người ạ. Nhưng mà tốn kém quá. Nên là thôi chấp chấp nhận. Với lại mình để trong nhà thôi. Thì nó cũng không lạnh lắm mọi người nha. Đó. Rất đẹp. Với lại tầm này nhìn nó cũng đẹp rồi. Để nó trưởng thành hơn một tí thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đó. Thích thế nhỉ. Phân nó rất đẹp. À phân nó rất. Phân nó khô cứng mọi người. Đó. Phân nó khô cứng. Nó không bị sao luôn mọi người nha. Ok. Đây là một lứa nữa. Lứa này thì mình cho cái thuốc kích thích đẻ trứng. Là lứa này là hẳn 12 con mọi người nha. Còn lứa kia là 11, 10 cũng đẻ 12 quả nhưng mà hỏng một quả rồi. Nên là nợ 11 con thôi. Còn lứa này là 12 con luôn nha mọi người nha. Đó. Khá là đẹp. Con bố của con này cũng là con bố mã vàng kia nha mọi người. Con rừng rặc mã vàng đẹp kia nha. Đó. Đồng thế nhỉ. Mệt quá. Mẹ nó không ôm ngủ được đâu. Không ôm mà ngủ. Không ôm hết. Ok. Vậy là mình sẽ phép dừng lại video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video của mình. Mọi người hãy nhớ đăng ký kênh của mình để đón xem nhiều video mới nhất nhé mọi người. Thì ra là thời gian này mình khá là bận. Nên là đi rừng giải trí bẫy thì mình cũng khá là hạn chế. Với lại là quay video gà thì mình cũng khá là hạn chế nhé mọi người ơi. Ok.